Chào các bạn trở lại kênh Hiếu Già Vlog. Hôm nay đầy đủ bá quan nhân võ nè. Bốn ông này trong hội La Cà. Anh Mỹ bên xe lửa, anh Trúc Vĩnh Long, máy lọc nước, máy lọc không khí, Vinmart motor chuyên về điện, điện công nghiệp, Hiếu Già Vlog. Bốn anh em hôm nay đi đi vòng qua về đồ quá trời luôn rồi. Sáng nay Vĩnh Lôi đi bãi sớm rồi. Chưa làm được gì cho anh em hết. Chắc tối nay chồng Vĩnh tăng ca cho vợ nó xếp đồ đuổi đầu ra ngoài luôn á. Đây tranh thủ lấy đồ về coi có gì đẹp đẹp cho anh em chơi không. Sáng nó trúng được con xe rồi. Quên Vinh qua mới thanh lý con Vario bạn. Vario Indo nhập đời đầu luôn mà nó bán có 30 triệu à. Trời rẻ như cho luôn bạn. Mà tình trạng xe là nó cẩu nguyên một cái thớt motor 2 tấn mà đứt dây gớt xuống chiếc xe nhập lép như bánh tráng luôn. Máy bể sườn gãy tùm lum hết, thanh lý được 30 triệu. Đốt nhà ăn giấy mừng quá trời. Qua mình kêu nó bán cho mình cái giấy thôi, nó không bán này, nó bán được 30 triệu. Nguyên cái thớt một cái khay motor 2 tấn mà nó gớt 2 mét nó gớt xuống, bạn cứ nghĩ đi. Nó gớt giữa chiếc xe luôn. Đúng rồi vàng á. Xe đẹp quá kìa. 2 tấn rưỡi sơn là tập lem. Sơn là nguyên con à. Hôm nay chơi hết luôn bạn. Đi hướng Mỹ Yên xong vòng lên trên trạm phí Yên Sương luôn. Anh em gửi mua đồ trên hướng trạm phí rất là nhiều. Nhưng mấy hôm nay đi hướng này lấy máy phát điện là máy nổ cho anh em. Rồi giờ lên trên đó mua đồ nghề, mua dao cạo râu, mua cắt kiểu tùm lum. Lại ghé lấy mấy bộ dây hút dây hồi gửi về cho mấy anh. Gửi cho anh Dũng bộ, mấy anh kia cũng dặn mấy bộ. Lại gửi về cho các anh dưới Kiên Giang một bộ máy rửa, lại dây hút dây hồi đầy đủ các kiểu. Mấy cái máy, in cặp tơ chính trong quá hôm qua rồi Hiếu thông báo là Hiếu giao hết rồi nha anh em. Sau cái anh em chốt đơn Hiếu nhận tiền hết rồi. Là Hiếu cũng nói trước anh em là bên Hiếu là không có ship code nha. Là Hiếu chỉ nhận tiền sau rồi kiểm tra hàng, gửi qua Zalo cho anh em chỉ cách sử dụng và test máy xong rồi gửi về. Chứ không có ship code thì anh em thông cảm. Anh em là cảm thấy tin tưởng được thì lấy hàng, chứ nhiều ông điện vô bảo là ship code thì không được, công nó này nó kia mệt lắm nha. Thì chủ yếu là Hiếu làm chơi vui là chính, cho nên là không có thời gian đâu đi lấy đi ra ngoài việc theo qua mấy chỗ giao hàng lấy tiền mệt lắm, anh em không cảm thấy. Rồi hôm nay mình lên đường đi hướng này hướng kia thử coi có gì thì em chơi không nha. Lên đường, let's go. Rồi bạn, giờ mua máy cũ giờ hết rồi, hôm nay đi mua máy mới luôn. Là máy này máy mới chưa xài luôn nha, máy này là hàng Nhật nha. Đây là 240 là 8 ngựa. Đó, đen đẹp luôn nè. Máy mới đặc thù nè. Đẹp quá ha. Con này tua nhanh, về kéo phát điện được nè, hay là chạy thuyền với miền Tây chạy thuyền nè. Mới 100% luôn. Máy in da băng ngon lành. Đẹp lắm á. Con này là vô tư luôn, về anh em xài thoải mái luôn ha. Tổng cộng lấy mấy chục con à. Nhiều anh em xài cái gì thì lấy xài nha. Lại có con có cái có con 11 ngựa này nè. 11 13 ngựa lâm chơi nè. Con này 340 nè. Mấy anh ra băng có đè luôn, mấy con này kéo của phát điện á, cho nên là ở bên đó nó hủy á. Phát điện thùng. Cho nên là về đây là nên dễ chạy vô lại. Hoặc là gắn củ phát điện vô. Đó. Đẹp quá trời đẹp luôn các bạn. Máy chưa xài luôn nè. Đẹp không? Nguyên lô mình lấy hết luôn. Chứ lại mấy con máy dầu. Máy dầu mới chưa xài có đề. Con này là hình như L60. Mấy con này chưa có đề, con mấy con kia có đề. Con này về gắn kiếm cục đề gắn vô. Hiếu gắn cục đề vô cho. Đó bạn, máy dầu mới nè. Này về kéo phát điện, con này kéo cũ 5kg vô tư. Đó nè, mấy con này có đề nè, ngon lành luôn nè, lọc gió về tí kia bỏ lọc gió vô. Đẹp quá ha. Trong đây không đủ ánh sáng nhìn không được đẹp, tí xíu về nhà Hiếu quay cho bạn coi, đẹp tráng trường luôn. Đây, máy 5,5 người. 5,5 người Nhật. Đó bạn. Máy hoàn toàn mới hết cho anh em chạy thuyền chạy cho lãi các kiểu nè. Đẹp không? Xỉu luôn. Nhật đàng hoàng nha bạn, chứ không phải là Trung Quốc nha. Anh em nào nói Trung Quốc là buồn lắm á, giận lắm á.
Hàng này là không biết bên tới sau nó tuồn ra thị trường được mà đem về tới Việt Nam mình không hiểu các bạn nha. Cái này đem về để chạy thuyền nè, chạy bơm nước nè, chạy phát điện nè, các kiểu lung tung quá trời mấy cắt cỏ luôn nè, mấy trăm ngàn cây gì đó. Con này là của 160 chụp giật nè đó. Máy hái trà nhiều lắm mà đây bán lô không có bán con, không bốc lẻ được để chạy á. Dột hả? Dột chụp giật cơ hả? Cắt. Đó, đẹp chưa? Máy dầu hết luôn, 7 con á. Đẹp quá, đẹp quá. Theo yêu cầu của anh em luôn nè, hôm nay ghé lấy dây điện nha. Để hứa hoài, không có máy cuồng mà giờ hết giờ, hôm nay ghé lấy cho anh em tiếp. Chú Thành ơi, cắm giùm cho máy cuồng rồi chú Thành ơi. Lấy dây điện là bạn phải lựa, phải cắm nha, cắm điện cho coi nó có bị chạm, bị nổ hay lên đèn hay không, để cho anh em xài. 1.320.000 nha, anh em nào lấy thì alo Hiếu nha, tại vì nhiều anh em dặn lắm cho nên hôm nay mới ghé lấy. À, hôm qua anh kia anh Sơn hỏi cái đèn trần, anh Sơn để em hỏi cho nha. Đèn trần cho chú Thành hôm trước có nhiều không biết còn hay không. Đây anh Sơn đâu, vô nhận hàng đây, gấp. Điện này là nó là autovol, nó khá là phức tạp nên hệ thống nó hơi phức tạp. LED nè, mắc á, lý do nào nó mắc là vậy. Anh ấy mua trên Shopee có mấy chục ngàn, không ấy, 100 mấy ngàn, không có đâu. Hàng này hàng Nhật thì nó không có 100 mấy đâu. Con này là 91W lận anh nè, cho nên cực kỳ sáng nha nè. Chiều dày nó khoảng cỡ 13 cm. Rồi, Hiếu gỡ luôn cái chụp rồi, đó gắn vô. Cái này tí xíu Hiếu chụp hình Hiếu gỡ cho anh Sơn sao nha. Còn giờ coi cái đồ lấy cho anh em này, 1 2 3 4 cuồng rồi đúng không? Từ từ để con lựa mấy cuồng nữa chú ơi. Nhiều anh em dặn lắm mà giờ phải lựa từng cuồng. Đẹp mới lấy, Hiếu già lấy. Dạ, cùng dị dàng thôi, chú lấy làm con đẹp không? Nó không được đẹp chút này chú Thành. Dạ, lấy cho anh em xài, lỡ mang tiếng lấy phải đẹp đẹp một tí chứ còn xấu quá không được. 1, 2, 3, 4, 5 cuồng thôi nha. Số lượng giới hạn, anh em lấy điện chính sớm chúng thôi là hết ạ. Con này gì đây? Này là gì chú Thành ơi? Chú Thành, này là gì chú? Cái gì vậy? À, ốc hả? Bù lon tán hả? Thì nóc hả? Có khui thử chưa? Để cho coi coi. À rồi, cái này là mạ rôm. Mạ rôm màu đen các bạn, chứ không phải là nhúng kẽm. Ê, quên, chứ không phải là inox, xin lỗi. Cái này còn cái gì nữa cho anh em nào lấy cây súng, kiếm cái cây súng bắn. Cái này súng này giờ anh em về bắn xe tải nè, không giờ mấy anh em hỏi kiếm súng này lắm nè. Súng này bắn khá là ngon, mà khổ cái là một là mua là Hiếu ở đây không có hơi thử, hai là nó hay bị trục trặc mua mất công rồi. Anh em mang tiếng buồn phiền không, cũng khó. Không mua thì anh em bảo là Hiếu già làm hiểm này kia các kiểu, cũng hơi buồn ha. Đồ nghề quá trời, những cái chìa khóa toàn chìa khóa đặc dụng không nè. À, giống như đúng rồi, nó giống như cái miếng mà bắn tôn của mình đó anh Mỹ, nó có cục 500 hít ở trong á, hay quá hả. Ơ mà này xài đầu nhỏ xíu anh Mỹ ơi. Đúng rồi đó, chứ không bắn tôn đó. Nó này xài đầu dít hả? Bắn ký, bắn con, bắn cái, bắn cây thì sao vậy? Nó cũng hết một số cái mất cực hết rồi. Ừ, là có cực hết lấy. Mà em xài có một chút, anh xài cần chút gì cũng xài á. Một chút anh xài nhiều lắm.
thịt giác, cái này đậu ốc chích. Trời ơi, anh Trúc lấy mấy cây dài phút khô câu luôn. Bắn mấy máy giặt á. Ghê, lại máy giặt nữa, không vệ sinh máy giặt mà tối ngày có mấy cái máy giặt không vệ sinh mà bạn. Mà tối ngày anh Trúc anh cứ sửa máy giặt, vệ sinh máy giặt gì tèm lem hết trơn, chán anh Trúc lắm. Đây nè, đây còn mấy cuộn đẹp các bạn. Nè, cái CB nằm bên đây nha. Còn tem còn đầy đủ luôn nè. Nó là chui dẹp thì anh em về lấy cái mũi khoan á, quét một lỗ qua, bẻ cái lưỡi gà ngang thì nó sẽ thành chui tròn để xài cho nó dễ nha. Chứ Nhật á là ta xài chui dẹp, tại vì chui dẹp là cái diện tích mà tiếp điện á, cái mặt tiếp điện nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là Nhật là xài chui dẹp. Chú Thành, bị gì ạ? Ờ, đứt ruột hả? Wow, dít đang thừa nữa bạn. Nè, dít này không thể mua nè. Đây là tán con bù lon 10 ly. 10 ly này 3 phân, 2 phân rưỡi à. Đây nè, còn mấy con 5 ly nè, đẹp chưa? Đó, 5 ly không thể mua là nó bằng inox. Còn này là thép. Ê quên. À, bảo là nhúng rôm đây nè. Nhúng đây nè, rôm màu đen đó. 6 ly nè, 6 ly 2 phân nè. Ốc này chuẩn Nhật luôn á. Sai ngon. Lấy này về dặn ấy không? Nè. Hả? Đúng rồi. Thì 100.000 ký. Mua 1 ký 2 ký vậy dành gắn vô dặn vô máy phát điện này kia cái cửa điện ngon. Ốc Nhật mà. Rồi để lấy ít về dặn ốc cho anh em xài ha. Lâu lâu ghé thăm bạn già bạn Thành. Hôm nay coi có gì lấy cho anh em xài không. Có một mớ chảo mới chưa xài nè. À có cái ba lan, mấy cái ba lan để coi. Anh em hổng dặn mấy cái tời ấy, gọi là ba lan á nè. Để coi có hàng đẹp không nha. Con này là 1 tấn. Được. Con này nhiêu Thành, ba lan tấn này nhiêu ạ? À? Ôi, mắc quá vậy. Bớt đi. À, rồi bạn. Chắc lấy một con đi ha. Bà không nhớ có anh nào dặn con 1 tấn. Cái này Kito. Còn khá đẹp, về xài thôi. Nè, cái kim nè. Để coi có chảo mới nè. Cái này là phân khúc của chị em phụ nữ nè. Chị em phụ nữ thích cái này. Chảo chống dính mới. Đó nè. Đẹp đẽ luôn nè. Đây là của nào đây mình không rành nha. Không biết là Nhật hay Trung Quốc thì mình không biết, mình chảo mới. Cái nào mình biết hàng Nhật thì nó hàng Nhật, còn nào không biết hàng ai thì của không dám nói đâu. Anh em mình ném đá chết á. Rồi lấy một con đi. Chắc lấy một con chắc lấy một con đâu quá. Bóc giùm con tài đi Thành. Bóc giùm con tài đi. Lấy con tài đó. Lấy con tài đó bạn. Đây trời lục giác ốc. Trời ơi. Cái ốc này gắn gì đẹp vậy? Cái nóc không luôn nè. Cái nóc không. Trời ơi, nó dài nè, lục giác nữa bạn nè. Lục giác Nhật không luôn nè. Nhất bông, lục giác sao? À lục giác bông nè. Bông này là hầu như là Mỹ xài nhiều chứ Nhật ít xài lục giác bông lắm bạn. Nhật là xài lục giác này nè, sáu cạnh này nè. Còn hàng Mỹ thì sẽ xài lục giác bông này nè. Rất là nhiều. Trời ơi, lục giác mà thằng tắp luôn. Đẹp ha. Mắt mà nhưng xài rất là ngon, ok á. Có lo phát thanh kìa. Này mua lo phát thanh đã đem lên phường tặng phường sáng để đọc chương trình phòng chống dịch bệnh. Coi con cái gì không, lấy một cái thôi. Cái này đẹp nhất trong đám rồi bạn. Thiếu dạ chơi cũng ác lắm. Ê dạ, lấy ra, phải lấy cái đẹp nhất mới chịu nha. Nè đó, một cái. Giờ kiếm cọng xích để cẩu đồ thì không có, sao cẩu đâu.
nhiều lắm bạn, mà mai chiều lên kiếm đi. Bây giờ nói chung cái này nằm ở trên, lấy đẹp lấy cái này về cho anh em xài trước đi, mai chiều khi nó đổ ra ghé cái này lấy tiếp. Còn cái này đẹp nhất này, nó chỉ dính bụi bụi nhớt nhớt thôi, thật ra rất đẹp. Dạ. Ờ, lấy em cái đó anh Mỹ về em cẩu đồ anh Mỹ ơi. Thành nó cho, nó không bán đâu. Đây Thành có con cáp nào. Để anh cộng để vô xe nâng cẩu đồ đó Thành. Có không? Có cái móc luôn á Thành. Trời, bỏ luôn nghe đi. Kim. Ê quên, xin lỗi, dít. Cái này cái tăng đưa của cái cần siết á. Siết để đồ á. Siết để gịch đồ lại để cho mấy anh chở đồ, chở hàng hóa này các kiểu. Dạ. Ờ để tí em tính tiền luôn, để đem về cẩu đồ. Bỏ lên xe nâng cẩu đồ. Ok, để đẳng đi anh. Kìa kìa, để chỗ đó của em á. Anh Mỹ mua đồ nó lặt vặt nữa bạn. Anh Mỹ cũng chịu chơi lắm. Lần nào cũng đi cũng hứa lòng là không mua, về đi xíu cũng xách một đống. Nói chung là cái này là cùng đam mê, anh em cùng đam mê thì mới đi mới mua vậy. Đâu rồi, không có cộng xích nó chơi các bạn ơi. Buồn dữ rồi. Xích cái cẩu đồ ở nhà mà không có rồi. Nhiêu dinh mấy tấn? Mấy tấn? 2 tấn dinh mới bán được 2 tấn motor nữa bạn. Anh em nào mua motor mai chiều mình cho số dinh cho. Nó bán mỗi lần tính tấn không, 2 3 tấn, 3 4 tấn giùm luôn. Quỷ đó nó bán được lắm. Tết giờ nó bán được mấy chục tấn motor bạn. Tết giờ khai trương mới được mấy ngày bán được mấy chục tấn. Quá trời đục giác mới bạn, mới này, chưa khui thùng luôn. Đẹp quá. Giác nó về dặn sướng tam mặt, đút vô vừa khít, nó không giống như ba lục giác Trung Quốc mấy bạn mua ở tiệm đâu. Giác Trung Quốc mua tiệm về không có vừa hết đó. Đút chụp xà chụp xịt mà lắm, ghét thứ dặn dục hoài. Đồ đẹp linh tinh quá trời. Giờ ai cũng về hàng hết, anh em quan trọng anh em có tiền mua hay không thôi, chứ giờ hàng về quá trời luôn rồi. Này cái phay lỗ này của Makita nè, rõ ràng một Makita phay lỗ, còn này là mở ốc bằng điện 12V á. Hitachi bóng vít ui nhiều lắm các bạn ơi, quá trời mấy sọt để đầy nhà hết rồi. Mai chịu đổ ra ghé lựa, anh em nào ghé đi ghé lựa nè, chỉ Thành mình quên mất rồi. Anh em chịu khó coi lại mấy clip cũ cho cái địa chỉ Thành mình quên nè. Lâu lắm mình mới ghé lại chỗ lấy con này chứ, lấy cắt cỏ này chứ. Sao vậy? Con cắt cỏ này đẹp gì không lấy Vinh. Hàng Kawasaki nha, hàng xịn đó nha. Cắt cỏ đẩy bàn á, cắt cỏ đẩy anh Mỹ. Nhiều anh em hỏi con đó lắm á. Là có một con phát điện Honda 2.8 có đề nè, hàng này hàng hệ á. Con này chạy injector siêu cách âm luôn, mút còn ngon mà, đi đang đi công trình thôi. Rồi con này về rửa ra sạch sẽ đẹp lắm á. Với lại coi có gì cho anh em không nha, lâu lâu ghé anh Vũ thì nếu quay sơ qua con em có gì thì dặn lấy, còn anh em nào gần thì chạy lên lấy nha. Chứ còn Hiếu cũng không có, giờ không có anh Vũ đây thì Hiếu cũng không nói giá được cho anh em. Thì tại vì ảnh phải đi công việc nữa mà, công việc cũng tùm lum hết, cho nên là con nào cũng điện hỏi giá thì không kỳ, hôm nào gặp được ảnh ở đây thì mình còn hỏi được. Giờ quay vòng vòng đi. Ê cái này cái gì đây, ngộ rồi. Giờ quay vòng vòng anh em có coi có cái con gì á muốn mua thì một là anh em gần thì lên anh Vũ lấy, hai á nếu mà anh em ở xa thì điện cho mình sẽ mua giùm cái giá của anh đưa ra rồi lấy 10% để làm cái quỹ ủng hộ sinh nghèo. Có con bơm nước đẹp quá nè. Ê, con này hỏng 114 luôn nè, 2.6 kW, đẹp quá. Ủa hỏng này 114 hay hỏng 90, đẹp dữ rồi. Đẹp quá ha.
Trời ơi, Robin mình đứng luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn các bạn. Con này bơm lưu lượng nước để anh coi ha. Con này bơm lưu lượng nước, con này là 1 khối 1 phút. Đó là bơm lưu lượng nước là 1 khối 1 phút. Đẹp quá. Hai thầy tròn này cứ chùi chùi gửa gửa nè. Ô, khỏe không? Phát tài Úc chiều nay sẽ có kết quả. Sáng nay mới mua 15 tờ giấy số giùm bà kia. Thấy bà tội nghiệp quá. Chiều nay mất 150. Này con này bán chút. Con tính gặp tơ. Biết rồi, con này con gành quá mà. Con này là 5,5 kg siêu cách âm. Để hỏi anh Vũ coi con này nhiêu đây. Anh em là xài để lấy xài. Út đưa mượn cái kìm, cái mỏ, cái kìm dít dẹp mỏ con cái Út. Dòng Honda. Đây bạn. Đẹp quá. Ok. Có một lô máy phát điện hàng hệ luôn bạn ơi. Honda 2.3 luôn nè. Máy mới chưa xài luôn nè. Đây coi cả. Mới chưa xài luôn. Đẹp quá đẹp bạn ơi. Wow, bao nhiêu con đây. Trời ơi. Đó, đây nè. Đó, mấy con này rồi. Không thể nào tưởng tượng được các bạn này. Các bạn, đó, mấy con này là cái này ký máy đây, ký rưỡi. Máy mới chưa xài không bạn. Wow. Đẹp trên cả tuyệt vời luôn bạn. Có mấy con 4 ký nè. Nè. Có con Denso. Denso 15 KVA. Con Denso 15 KVA nè. Đó. Con này đẹp quá, trời đẹp. Trời ơi máy kìa bạn. Đẹp không? 4 máy luôn, trời ghê vậy. Ok. Nè các bạn tin nó cái máy phát điện mà còn chưa xài nè. Nè, cái bô chưa xài nó bị sét á. Là cái họng bô bị sét, còn thật ra cái bô này sáng tròn tròn vậy nè bạn. Nè. Trời ơi bạn tin nó không? Cái này mà lọt tiêu tay cát thì nó bán đâu giống ghê đâu các bạn. Mình phải làm việc gấp với lại cái anh chủ bãi này mới được, coi giá nó sao coi. Để hỏi anh coi. Con này thì trời ơi xỉu luôn các bạn ơi. Đi hết nổi luôn. Con này là mấy con này là 3 kg. Mấy con Honda 3 kg không bạn? Hàng hệ không. Hàng này hàng xuất châu Âu không luôn các bạn. Nhật mà xuất châu Âu á. Nhật xuất Mỹ. Mỹ có rồi mấy nước. Ui hình như đúng rồi, này hàng xuất châu Âu á. Đẹp không thể tưởng luôn các bạn. Rồi khiên hàng xuống thôi mấy bạn ơi. Quá trời đồ. À quên anh em, hôm nay Hiếu lấy được xích sơn xe máy rồi. Anh em nào 1 kg 120, anh em nào đo bao nhiêu mắt đừng tính ký, Hiếu cần ký cho nha. Quên nữa, đó, sơn xe máy. Nè, ra sao tí ơi. Lấy đồ quá trời luôn, có xịt thuốc. Anh Hải, quên. Anh Hải xài được nè, không biết để coi coi. Máy mới không đâu bạn, nè. Máy Honda mới mà Nhật mà xuất cho Mỹ. Heo tránh gian đi con, anh kéo đồ rồi. Bây giờ cái máy chữa cháy Tohatsu V55. Anh Vi Sơm chạy đi giao, giao tới Thủ Đức. Tohatsu V52 chứ quên. Anh ở Thủ Đức lấy, còn con anh kia cũng đang dặn. Đây. Kêu anh Tý với là anh Bầu khiêng phụ máy. Không, một chiếc thôi, một chiếc này chất được nhiều máy lắm mà anh Nùng. Đây, cái xe kéo hàng của nhà Hiếu nè. Đem chất xác trong cái chỗ góc đằng kia em á. Ờ, trong nhà, sợ nó mưa. Mai chiều khi nhân viên nó tới rồi tính sao. Mấy cái máy dầu đẹp quá trời đẹp bạn ơi.
Hiếu thấy Hiếu chịu nổi luôn bạn nè. Trời ơi nè. Ây da, bạn chịu nổi không chứ còn Hiếu rồi. Nó là gắn cái củ phát điện các bạn. Nè, tự nhiên không biết là lô nó bị sao củ phát điện nè, mở bỏ ra hết luôn. Trời ơi đẹp chưa? Dây điện nè. Ây da. Ây da. Ê tí lên máy này xuống trước tí. Máy dây điện tí. Máy dầu đẹp quá. Con này là lò máy nữa. Ây, đẹp chịu không nổi luôn á trời. 3.7 kW là bạn nhân lên đi. 3.700 bạn nhân cho 0.75 là bao nhiêu? Mình sẽ ra. Máy này chưa đổ nhớt luôn á. Bật ngang thì kéo được không anh Nùng? Bật ngang ấy là kéo xe dữ không? Tụi điện ngon á, tí đem về đi làm công trình ngon lắm á tí. Đâu có cái chui dẹp đó, giờ khoan lỗ ra thành chui tròn dễ mà. Khoan lỗ ngang á, bẻ cái lưỡi gà ngang tí. Còn với hút cho hồi đưa anh gửi cho anh Dũng, với là gửi cho cái anh kia với Kiên Giang nữa. Chiếc 16 chỗ mà chở kính mít như vậy luôn mà. Với hút cho hồi xịn không á. Đó, để đầu kia xuống bầu. Cái kia quay xuống nữa. Ừ đó. Quán chưa mở cửa anh ơi. Quán chưa mở cửa. Hả? Đang câu cá mà sao? À, ốc nó để riêng đi, để mai bỏ cái bịch để dành dặn mấy cái đồ. Ốc Nhật không á. Rồi anh em nào xài gì thì vô lấy nha chứ. Để thôi là hết gắn chịu rồi. Bỏ đều đi, nó nhẹ mà không. Để lần 5-6 cái á. Được không? Để xích ra cho nó lên Mỹ đi. Đó, ok. Quay ngang không bầu? Ok. Ồ, gì để nhiều tí. 7-8 cái luôn tí. Không, như hiệu quá. Con có đề, con không có đề mới ghê, giận ghê. Về gắn máy phát điện, ngon lành luôn. Ê, quay đít kia ra tí, nó dài quá tí. Đó. Quay cái đít, quay cái đầu vô. Nghe bạn. Ủa? Sao đừng cho lật nha, lật móp ổn à. Mới chưa xài á. Trời, nãy tôi ghi có mình á. Đâu, ý là một thằng ghi một con á. Còn cái nữa. Cái nữa, bỏ cái nữa đi. Bỏ để ngang cái nữa, dịnh nha, coi chừng kéo nó rớt đó nha. 5.7 là con này là L70. Đó rồi. Anh Hùng đi theo dịnh nha anh Hùng. Khóa bánh rồi tí rồi. Heo ơi, đây heo. Heo ra đi heo. Anh Hùng cái cửa xe dưới đó nha. Mấy con đẹp quá trời, mấy Honda này giờ không biết về làm gì trời. Thấy đẹp thì mua thôi chứ giờ không biết về làm gì luôn các bạn. Hey da. Tới xíu nó bán cũng được rồi, trời ơi. Ngon vãi linh hồn luôn á. Anh có bằng lái chưa? Nè, thông tin là có là Nhật đặt Thái sản xuất để xuất qua bên Canada. Thế mới ghê chứ. Hay. Ok, này là xuất qua Canada. Canada không biết lấy máy làm gì á chứ. Đẹp quá đẹp. Đâu thông tin nằm đâu hết rồi. Nó bị dưới cái mặt chụp giật rồi. Có solo luôn rồi bạn nè. Bạn nhập cái này ra solo nè. Có thông tin, có solo đầy đủ luôn. Nè. GX240UT nữa bạn thấy không? Cá rồi.
có một con máy phát điện siêu cách âm. Nó mà siêu cách âm mà siêu êm. Nó không cách âm mà nó là siêu êm các bạn. Cái con màu xanh xanh kia siêu hiếu quay cho bạn coi nha. Các bạn ơi, hôm nay đi bãi về trễ quá, giờ phải quay bằng này pin khổ nè các bạn, thấy trời tối thui không? Nay về một đống đồ trong kia với lại có cái con xịt thuốc nè. Xịt thuốc này nhỏ nha. Con này anh em nào xài xịt thuốc cầm đi vườn nữa. 170 con này xịt là vô tư, thấy gì chứ xịt 100 mét dây là thoải mái luôn các bạn. Con này là kéo cái đầu. Đó. Con này là ok luôn, có 3,5 triệu à. Cái đầu này đầu tí sứ nha. Đẹp lắm á. Như là một con phát điện siêu êm luôn nè. Con này Makita nè. Đó. Con này là siêu tiết kiệm mà siêu êm mà 2,5 kg điện. Nó là inverter. Con này xài thì rất là êm, con này ngon nhất là bạn biết gì không? Để cái cục biến, gắn cục biến vô. Nè, bô nè. Nó mới can như vậy. Lâu không xài bị xét xét thôi nè, cái bô mà có lỗ khói ra mà còn chưa có đóng khói nè, hiểu rồi đó ha. Con này á, ngon nhất là bạn chỉ có xài con cái cục biến nó 2,5 kg xài cho nó ổn định, mới rửa chưa khô nè, nè. Trời ơi nó mới chưa bạn, 2,5 kg nè. Hay da, đẹp quá bạn ơi. Con này di du luôn. Đã lắm, con này nổ liền pro luôn á. Thường thường mấy con này Hiếu nó có thấy nhớ là nó có cái thùng có hai nắp hai bên á, mà con này về sao lại không có không biết. Nè, điện tử luôn nè. Con này là chạy bao nhiêu giờ là biết luôn. Mai Hiếu cho nổ cho. Đây là kéo e, đây là mở xăng. Đây là khóa xăng, đó. Con này xài ngon lành luôn. Con này chạy êm lắm. Nếu mà một lít xăng chạy phải cỡ 2-3 tiếng á, em ru, chạy đã lắm. Đây là một đống máy trong đây nè các bạn. Một đống máy luôn bạn, có mấy con 8 ngựa nè. Ê, quên, con này là 12 ngựa, 13 ngựa, 11 ngựa không chứ. Nè, hàng hệ nè. Để Hiếu kiếm mua bình xăng ngoài cho anh em nào mua bình xăng thì Hiếu mua cho. Nè, 390, 390, 340 luôn nha. E luôn nè. Trời ơi bạn ơi, cái cơ máy này là máy chưa đổ xăng luôn á, không biết bên đó tự nhiên sao lại bỏ ra không hiểu được. Ây da, thiệt là đau lòng quá đi nè. Cái này là hình như là cái e điện hả ta, đúng rồi, cái này là cái e điện á nè, gắn củ phát điện xong rồi tháo ra bỏ nữa bạn. Cứ là cái lô hàng này á là cái lô hàng nhập khẩu, tại vì cái nguyên tắc mà khi bạn nhập khẩu nhập công á mà nó quá 3 tháng là sẽ bị trả về. Cho nên là cái lô này là đợt rồi theo Hiếu nghĩ là bị ông tổng thống Mỹ Biden á, tức là siết chặt cái chính sách nhập khẩu á, cho nên là quá cái hạn mà để thông quan, cho nên là bị đền hợp đồng và trả ngược về. Theo Hiếu nghĩ là như vậy, tại vì hàng này toàn hàng xuất châu Âu không à. Bạn thấy ghê không? Nhà máy nè. Mà quên, máy này đâu có gì đâu mà phải coi, máy này máy mới chưa đổ xăng mà. Nè, một máy 8 ngựa quá trời luôn nè. Máy chưa đổ xăng nữa bạn. Cái nắp xăng không nhìn thấy đủ tiền luôn rồi. Ghê không? Nãy có đổ xăng một hai con để giật thử mà nhưng vẫn nổ rồi nè. Đó nè. Con này thì thâu rầu luôn. Con này về chạy thuyền nè. Để dỡ lãi nè. Làm để nhiều việc lắm. Mà cái nắp này cũng nhìn nó cũng khác lắm. Cái dạng hàng châu Âu nhìn nó rất là khác. Quá trời, nhìn thấy chiều không nổi luôn mà. Trời ơi nè. 280, 290, ấy quên, 390, 340 tèm lem hết trơn nè. Mấy dầu này về chắc Hiếu làm máy phát điện cho anh em xài quá. Chứ để mấy con này giờ bán ổn quá. Con này mấy phát điện là vô tư. Kéo, nếu mà con này kéo cũng 5 kg được, ngon lành. Ây da, đẹp quá. Tại vì lô hàng á là đúng ra là cái lô hàng bên đó là bị hủy. Thì một số cái bây giờ sẽ tháo ra, người ta dục hay không có là đại khái người ta để là đi hủy. Một số cái là tháo bô nè, đó, tháo lục gió ra, xong ta báo cáo là lô hàng này đã bị hủy. Xong cuối cùng lọt về tới Việt Nam. Đó, ghê chưa? Rồi anh em là xài, điện thoại cho Hiếu, chuyển tiền, Hiếu gửi máy. Máy này không cần phải làm nổ gì hết, còn nhất thiết, cần thiết Hiếu sẽ đổ xăng, Hiếu nổ rồi xong hút ngược ra. Khổ một cái là phải đổ nhớt. Riêng cái thằng Honda là bạn có nhớt nó mới nổ được. Chống lốp B á. Đó, hay là vậy đó bạn. Rồi nha, anh em nào xài thì alo Hiếu sớm nha. Số lượng có hạn, không có nhiều đâu. Chứ còn để nhiều khi alo trễ quá thì hết à. Anh em đừng buồn phiền nha.
Rồi, bây giờ vlog xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye.